Cận cảnh xe bán tải bay vèo lên giải phân cách sau cú va chạm cực mạnh với ô tô 4 chỗ. Hôm nay ngày 26 tháng 3 trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Hai xe ô tô băng qua ngã tư thì va chạm nhau, một xe mất lái leo lên giải phân cách, xe còn lại nát bét phần đầu, bung túi khí. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể khoảng 9 giờ 15, xe 4 chỗ biển số 61A344XX chạy trên đường Lê Lợi hướng từ tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương đi thành phố Tân Uyên. Khi đến giao lộ với đường D2 thì va chạm với xe bán tải biển số 61LD051XX đang băng qua ngã tư. Cú va chạm làm xe bán tải mất kiểm soát, loạn choạng, nghiêng một bên suýt lật rồi leo lên giải phân cách, phương tiện này móp méo phần hông bên trái. Trong khi đó, xe 4 chỗ biến dạng, hư hỏng nặng phần đầu xe, bung túi khí. May mắn tai nạn không làm ai bị thương. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Dầu Một đã đến xử lý hiện trường. Một số dân mạng rôm rã đã ra bình luận sau khi xem clip như sau. Tôi chỉ cần nghe tiếng va chạm và tiếng xe bán tải lao lên giải phân cách thôi là rùng mình và ám ảnh lắm rồi. Cũng may mắn là không bị thiệt hại về tính mạng con người, nhưng hậu quả về vật chất cũng khá nặng đó, gánh còng cả lưng như chơi. Công nhận xe bán tải chắc chắn ghê, xe ô tô 4 chỗ tan nát mà nhìn lại anh bán tải, ảnh còn nguyên si. Còn bạn mà thấy sao về pha giao thông hết sức nguy hiểm sau cú va chạm kinh hoàng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Công nhận một điều là bán tải đúng, đúng chắc. Con này gặp với con mà. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.